Xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án đoạt mạng người liên quan tới vấn đề mâu thuẫn tình cảm. Những hậu quả đau lòng của sự việc không chỉ để lại nỗi đau cho người ở lại như là gia đình, bạn bè, người thân mà còn để lại những vết nhơ không đáng có trong xã hội. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn thông tin về cuộc tình gây ra thảm kịch đau lòng nhất do vụng trộm và ghen tuông. Mời quý vị cùng theo dõi. Cụ thể, ngày 6 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 11 chung cư Tiến Bộ, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Nạn nhân tử vong được xác định là cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo đó, căn hộ chung cư mà nạn nhân rơi xuống được xác định là tầng 11 thuộc chung cư Tiến Bộ do chị NTT, phó bí thư đoàn phường tại thành phố Thái Nguyên đứng tên làm chủ. Nạn nhân và chị NTT hiện đã có gia đình riêng và có con. Chồng chị T là cán bộ công an, cũng đang công tác tại thành phố Thái Nguyên. Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền rầm rộ thông tin nạn nhân có quan hệ bất chính với người phụ nữ này. Đến trưa, chồng người phụ nữ bất ngờ trở về phòng nên hai người hoảng loạn. Người đàn ông liền dùng dây thừng đu từ tầng 11 xuống tầng 10, rồi trượt tay và xảy ra vụ việc đau lòng trên. Những bức ảnh thắm thiết của vợ chồng chị NTT và tài khoản Facebook cá nhân của ba người liên quan cũng được tìm ra nhanh chóng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ phía cơ quan điều tra về thông tin này. Theo Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, hiện tại chưa thể kết luận được toàn bộ sự việc. Vì vậy, phía cộng đồng mạng hoặc người ngoài cuộc không nên đồn đoán như vậy. Nếu tin đồn là sai thì rất ảnh hưởng đến danh dự của người đã khuất, đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ nhà nước. Hiện tại, thông tin này vẫn đang được cơ quan công an và chính quyền địa phương điều tra kiểm chứng. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 6, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc một người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao của chung cư Tiến Bộ. Qua khám xét ban đầu, cơ quan chức năng xác nhận đã tìm thấy một dây nối từ tầng 11 xuống tầng 10. Bước đầu xác định, người đàn ông trên đã trèo từ trên xuống và tuột tay rơi xuống đất. Nhận được thông tin về vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an phường Quang Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Quá trình khám nghiệm bước đầu cho thấy vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc. Những thông tin về vụ án trên vẫn là dấu chấm hỏi và đang chờ kết luận mới nhất của cơ quan điều tra. Vì vậy, chưa thể khẳng định chính xác rằng đây có phải là cuộc gọi tình tay ba như lời đồn hay không. Những thông tin về vụ án sẽ luôn được chúng tôi cập nhật đến quý vị. Cùng chuyển sang một vụ án khác không kém phần nghiêm trọng đã làm rúng động thời gian qua là vụ án xảy ra vào tháng 3 tại thành phố Ninh Bình. Hung thủ của vụ án này đã nhẫn tâm sát hại người tình rồi phân làm nhiều mảnh khiến cho người dân vô cùng lo sợ. Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan điều tra, đây là vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm xảy ra giữa Phạm Văn Dũng, 37 tuổi, ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình và chị Nguyễn Thị Thờ, 30 tuổi, ngụ phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp. Được biết, chị Thờ hiện đã có chồng và đang làm thuê tại thành phố Ninh Bình nên thuê trọ sống xa gia đình. Chị Thờ và Dũng quen biết nhau qua mạng xã hội, hai người qua lại với nhau và thuê nhà sống với nhau như vợ chồng hơn một năm trở lại đây. Về phía hung thủ, theo chính quyền địa phương cho biết, đối tượng Dũng là một con nghiện, từng là bộ đội nhưng đã bị cho ra khỏi quân ngũ. Dũng cũng từng đã có vợ, nhưng cưới được một thời gian thì đã ly dị. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 23 tháng 3, khi chị Thờ đến nhà chị Phạm Thị Tê là chị gái của Dũng tìm trả đồ cá nhân của Dũng để về thành phố Tam Điệp, Ninh Bình làm, nhưng Dũng không đồng ý, hai bên cãi vã. Dũng đã giữ chị Thờ ở lại nhà không cho đi. Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, hai người lại tiếp tục cãi nhau. Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Thờ đến khi chị Thờ ngừng thở rồi nằm cạnh khi chị Thờ đã tắt thở. Sáng ngày hôm sau, Dũng đem nạn nhân cho vào nồi dùng để nấu bánh chưng rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Tiếp đó, trưa ngày 25 tháng 3, Dũng phân người tình làm hai phần để vào thùng nhựa có sẵn tại nhà rồi lấy quần áo cũ để lên trên phần tử thi. Tiếp đó, đối tượng lấy 40kg xi măng trộn với nước rồi đổ vào hai thùng để làm nắp bịt và buộc ni lông bên ngoài, đóng cánh cửa tủ gỗ. Sau đấy, anh ta lau dọn nhà, để các đồ vật sử dụng gây án vào vị trí ban đầu rồi kéo lên tầng 2, cất giấu vào trong tủ. Theo ông Năm, người cha rất ruột khi thấy con sát hại chị Thờ kể lại rằng hàng ngày ông đi làm thuê, trông coi ao cá, lán trại xây dựng nên thỉnh thoảng mới về nhà. Đến trưa 23 tháng 3, khi ông về qua nhà, thì thấy bạn gái Dũng, chị Thờ.
Chiều cùng ngày, ông vẫn thấy xe máy của chị Thờ, nhưng không thấy người đâu nên hỏi. Dũng nói, Thờ thuê xe taxi về thành phố Tam Điệp rồi. Thấy con nói như vậy, ông Năm lại tiếp tục đi làm. Cho đến ngày 25 tháng 3, ông quay về nhà con gái bên cạnh nhà Dũng ở, thì vẫn thấy xe của Thờ. Thế có điều gì đó bất thường, ông Năm lại hỏi thì Dũng trả lời, chuẩn bị đưa chiếc xe cho chồng Thờ. Đến chiều 27 tháng 3, ông quay về nhà, vẫn thấy chiếc xe của Thờ và trong nhà lại bốc mùi khó chịu. Ông Năm kể, khi tôi hỏi Thờ đâu thì thấy nó có biểu hiện lạ, mặt tái không nói nên lời. Thấy nền nhà nhiều nước nhớp nháp, tôi có hỏi, Dũng bảo là lau nhà, có chuột chạy. Nhưng bình thường nó không có thói quen dọn dẹp nhà cửa nên tôi sinh nghi. Bằng linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lên tầng 2 mở tủ ra thì phát hiện nạn nhân Thờ đã phân khúc đựng trong hai cái xô nhựa. Khi phát hiện sự việc, ông như rụng rời chân tay, nhưng bình tĩnh đi xuống nhà xem như không có chuyện gì. Sau đó ông lặng lặng đi ra ngoài và khóa trái cửa, mục đích để cho Dũng không trốn thoát và đi báo công an. Ngay sau khi nhận được tố giác, công an tỉnh đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra và bắt giữ Dũng. Sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi Dũng bị bắt, có một người đàn ông giao hàng là 5 lít axit châm bình aqua sulfuric đến theo địa chỉ số nhà 2, ngõ 38, đường Cổng Lọng, phố Chu Văn An, phường Nam Bình. Tại thời điểm đó, nhân viên giao hàng không biết sự việc nghi phạm Dũng đã bị bắt. Rất có thể chỗ axit Dũng đặt dùng để xóa dấu vết hiện trường sau khi gây án. Đến ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình cũng đã khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Ninh Bình lựa chọn giải quyết theo tính chất án trọng điểm để sớm đưa vụ án ra xét xử. Có thể nói đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần xã hội. Về việc xét xử, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong trường hợp lời khai nhận tội của nghi phạm phù hợp với kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với đối tượng này theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, hung thủ còn có thể bị xử lý thêm về tội xâm phạm thi thể quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự, mức phạt tù cao nhất với tội danh này lên đến 7 năm. Thưa quý vị, câu chuyện xô xát mâu thuẫn giữa quan hệ yêu đương hay vợ chồng như trên là không hề hiếm. Nó vẫn xảy ra ít nhiều trong đời sống và được báo chí đưa tin, cảnh báo. Thế nhưng hậu quả và mức độ nghiêm trọng của các vụ việc này ngày càng lớn. Một vụ án đau lòng khác mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là vụ án xảy ra tại Tuyên Quang vào tháng 3 vừa qua. Vụ việc đáng tiếc đã khiến cho hai người tử vong. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin ban đầu cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 20 tháng 3. Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 3, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đây nên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra. Ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, Trần Văn Lượng sinh năm 1988 và chị Trần Thị V sinh năm 1987 đã sống ly thân dù cả hai đã có 3 con chung. Do đó, chị V đã ở tạm tại nhà trọ ở xã Thôn Bình Man, xã Sơn Nam cách đó khoảng 1 km. Trong quá trình ly thân, chị V có đưa bạn trai là anh Trần Xuân Phở, chú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang về ở chung. Do ghen tuông, đến tối ngày 20 tháng 3, Trần Văn Lượng đã dùng dao xông vào khu nhà trọ sát hại vợ và tình địch. Anh Phở tử vong ngay tại chỗ, chị V tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Lượng đã ra cơ quan công an để đầu thú. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam, giữa vợ chồng Lượng đã có mâu thuẫn từ trước, cả hai hiện đang ly thân. Trước khi gây án, Lượng được nhận xét là người hiền lành, không điều tiếng gì. Gần đây, Lượng đi làm ăn xa, vợ ở nhà làm công nhân rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Sau đó, theo nguồn tin trên kênh Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố Trần Văn Lượng, sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Nam, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Hương Sơn và Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ. Từ 3 vụ việc trên có thể thấy rằng, trước khi gây án, hầu hết thủ phạm trong các vụ án tình kiểu này đều là những người đàn ông chân chất, thậm chí từng là người có chức vụ trong quân đội. Sự ghen tuông mù quáng, sự mất kiểm soát trong cơn nóng giận tức thời đã khiến nỗi căm tức, bất cần của hung thủ dâng lên. Nhìn ở góc độ xã hội có thể thấy rằng hiện nay mối quan hệ trong các gia đình đang trở nên ngày càng lỏng lẻo. Bằng chứng là vì điều kiện khó khăn, nhiều gia đình ở nông thôn sẵn sàng để chồng hoặc vợ đi làm ăn xa, lấy đó làm nguồn lực để vực dậy cuộc sống khó khăn về mặt kinh tế, mà quên mất rằng
chính việc thiếu vắng lâu ngày của một thành viên gia đình cũng khiến hạnh phúc vợ chồng có thể đổ vỡ. Mặt khác, hiện nay, các quan điểm xã hội nhìn nhận về ngoại tình cũng không còn nặng nề như trước kia. Thậm chí nhiều người còn thông cảm và cổ vũ cho việc đó như một xu hướng rất bình thường trong thời hiện đại. Do đó, với những người có suy nghĩ hạn hẹp, họ dễ đồng lõa thỏa hiệp với việc làm sai trái này để rồi tự mình dấn thân vào các cuộc phiêu lưu tình ái mà quên đi sự gắn bó gia đình. Khi tất cả đi quá xa, vượt xa khỏi tầm kiểm soát thì hậu quả cuối cùng lại đổ lên đầu những đứa trẻ. Thưa quý vị, cho đến nay, ngoại tình, lừa dối hay mâu thuẫn tình cảm vẫn là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc đau lòng như trên. Không những thế, nó còn là nguồn cơn dẫn đến bao bi kịch, thảm án đau lòng. Nếu đây là tin tức các bạn đang quan tâm, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.